Đường Phu Đồng nói, đồ vật phía dưới kia không kịp mang đi làm sao. Vũ Hạo cười nhạt một tiếng rồi nói, đương nhiên là hủy đi cũng không thể giữ lại. Đường Phu Đồng nói, coi như bọn hắn có viện quân, cũng chưa chẳng là đối thủ của chúng ta đi. Trên địa hồn đạo của đế quốc Nhật Nguyệt theo lý thuyết mà nói, phạm vi bao phủ nhất định là sẽ không xen lẫn vào nhau. Cho nên các trận địa hồn đạo pháo khác kia bao trùm liên trung đến bên này, bọn hắn cho dù là có hồn đạo sư tới đây, cũng rất khó là đối thủ của hai chi quân đoàn hồn đạo sư chúng ta. Vũ Hạo lắc đầu rồi nói, không thể tính là như vậy, đầu tiên chúng ta tổn thất không nổi, chúng ta chỉ có bấy nhiêu người, cho nên ta tuyệt đối sẽ không mạo hiểm, dù cho có một chút nguy hiểm đều không được, tha rằng giảm bớt thu hoạch, cũng không thể nào để địch nhân tạo thành tổn thương cho chúng ta. Hơn nữa một khi tiếp chiến, liên có bị khả năng quân lấy, bên kia chỉ là tiền tuyến đế quốc Nhật Nguyệt, chú quân nhất định không ít, vạn nhân cứng đối cứng, kế hoạch của chúng ta liền thất bại, cho nên nhất định là phải một kích liền lui. Hơn nữa ta còn phải bảo trì cảm giác thần bí của quân nhân này, không biết mới là đáng sợ nhất. Mục đích của căn bản chúng ta chỉ là muốn tạo ra áp lực cho đế quốc Nhật Nguyệt. Đến rồi, Vũ Hạo lúc này biến sắc, lập tức phát ra tín hiệu rút lui. Mọi người đều muôn cùng một chỗ thời gian dài. Lúc này Vũ Hạo nguyên bản là chủ khống hồn sư, đối với sự cảm quán tuyệt đối ngay lập tức là quán triển chấp hành. Đem tất cả đồ vật đã tháo sỡ thu hồi, pháo đài toàn địa hình lập tức ở cự ly gần bắt đầu dùng hồn đạo xạ tuyến điên cuồng mà bắn ra. Trong chốc lát, một mảnh trận địa hồn đạo khí liền hoàn toàn mà thành phế phẩm. Vũ Hạo kéo Đường Phu Đồng đi trước một bước trở về trong rừng cây trông chừng phong giả đại môn. Pháo đài toàn địa hình phi nước đại mặc dù là cấp độ không nhanh bằng đường môn hồn đạo sư đoàn bay trên trời, thế nhưng cũng quả thật là xê dịch không bao nhiêu. Nếu như từ bên trong không trung quan sát liền có thể nhìn thấy từng quả cầu kim loại 8 chân to lớn bổn tàu, lập tức thì bất kỳ địa phương gì đều không thể ngăn cản được bước chân tiến tới của bọn chúng. Một lát sau liền không thấy bóng sáng, cho đến lúc viện quân ở bên phía đế quốc Nhật Nguyệt đến nơi, nhìn thấy chính là một vùng phế tích. Trong rừng rậm, pháo đài toàn địa hình lặng yên đi vào bên trong chín phiến đại môn đen nhánh. Có kinh nghiệm lần trước, lần này tốc độ của bọn hắn càng nhanh. Khi mà chín phiến đại môn toàn bộ khép kín về sau, hết thảy một lần nữa yên tĩnh trở lại. Phạm Vân đoàn đội vừa mới phát huy ra một cái trận địa hồn đạo cùng với đại lượng hồn đạo khi mà thăm chắc ở trên không của đế quốc Nhật Nguyệt chưa hề xuất hiện qua vậy. Vũ Hạo cũng cùng một chỗ trở về vòng linh bán vị diện. Đây chính là trận chiến đầu tiên hắn chỉ huy trong chiến tranh. Chân chính hắn lực lượng trường khống đường môn cũng mới thành sửa lấy khắc. Trên phương diện quân sự, mặc dù lúc trước Vũ Hạo từng học qua trong kế hoạch cực hạn đan binh, thế nhưng dù sao là kế hoạch đơn binh, huấn luyện phần lớn chú ở trong ở cá nhân hắn. Muốn nói loại hình rèn luyện quân sự, hắn tự hỏi cùng với quất tử vẫn có chênh lệch không nhỏ. Thế nhưng mà chênh lệch lại cũng không phải không thể bù đắp. Chỉ thì theo hắn thấy, thông qua năng lực cường đại của bản thân tăng thêm vòng linh bán vị diện, liền đền bù thiếu hụt rất tốt. Một trận chiến vừa rồi có thể thắng nhẹ nhõm như thế, hơn nữa hoàn toàn làm được một kích liền lui, có thể nói tuyệt đại bộ phận đều là hắn thể hiện ra năng lực cá nhân. Hắn cần cùng với đồng bạn của một chỗ tổng kết lại được mất ở trong trận chiến vừa rồi, từ đó trong chiến tranh tương lai có thể lấy ra tinh hoa vứt bỏ cặn bã. Mọi người của đường môn tề tiệu ở bên một cái sân núi nhỏ trong phong linh bán vị diện, mọi người đều mắt nhìn nhau, cơ hồ đều nhìn thấy hưng phấn trong mắt của người khác. Không chỉ Vũ Hạo lần đầu tiên chỉ huy quân đội, đồng thời cũng là đường môn lần đầu tiên dẫn đầu quân đội ra chiến trường. Ba chi quân đoàn hồn đạo sư toàn bộ tham dự chiến đấu, cho thấy bọn hắn khả năng khác nhau ở trên chiến trường, riêng phần của mình phát huy ra năng lực của bản thân. Tương đối mà nói, đối thủ không đủ cường đại, cũng không thể nào hoàn toàn thể hiện ra được năng lực của bọn hắn. Thế nhưng cho dù như thế, vừa mới hoàn toàn đồ săn phá hoại, lại thêm cướp bóc không ít vật tư, đều để trong lòng tin của mọi người đối với sức chiến đấu của phe mình tăng nhiều. Lần này xuất chinh, Vũ Hạo chỉ mang lương thực tiếp tế cho 10 ngày, đem phần lớn chữ vật hồn đạo khí đều dùng để chứa đựng ra các loại vật tư chiến lược. Mục đích của Vũ Hạo rất đơn giản, chính là muốn lấy chiến dưỡng chiến. Một trận chiến vừa rồi bọn hắn từ bên trong quân doanh đế quốc Nhật Nguyệt liên tục là thu hồi được đại lượng lương thực, dù để bọn hắn ăn một đoạn thời gian rất dài, còn có các loại hồn đạo khí thu được, không thể mang đi thì toàn bộ đều phá đi. Đế quốc Nhật Nguyệt một trận chiến này tổn thất thật sự không thể bảo là không lớn. Vũ Hạo tốt rồi, đánh như vậy thật sự là quá thoải mái. Cứ như thế chúng ta muốn phát tài, mục tiêu kế tiếp là gì đây? Nhắm vào trận địa hồn đạo kế tiếp sao? Nếu như chúng ta có thể đem trận địa hồn đạo bố trí ở bên ngoài Minh Đấu Sơn Mạch, toàn bộ đều chưa bỏ, đế quốc Nhật Nguyệt chỉ sợ cũng muốn hoảng. Ở bên phía đế quốc Thình La cũng có thể trợ giúp chúng ta từ bên này kiềm chế đối thủ. Hoa Thế Đầu không hề nghi ngờ chỉ là người hưng phấn nhất trong mọi người, không còn bộ dạng đau lòng trong đó sử dụng đinh trang hồn bảo đạn pháo. Vật tư thế như trước do hắn quản lý, bây giờ rất có mấy phần cảm giác tài đại khí thô. Vũ Hạo lắc đầu rồi nói,
Không, mục tiêu tiếp theo của chúng ta không phải trấn địa hồn đạo ở đây. Mặc dù bằng vào thực lực của chúng ta quả thật là có khả năng đem trấn địa hồn đạo ở đây toàn bộ phá hủy. Thế nhưng mà bởi như vậy, không thể nghi ngờ cũng bại lộ chúng ta tồn tại. Hơn nữa đế quốc Nhật Nguyệt nhắm vào tình huống khác nhau nhất định là có các loại phương thức ứng đối. Rất có thể sẽ có năng lực cướp lấy chúng ta. Càng quan trọng hơn chính là, một khi tiến vào trong chiến sự giằng co, chúng ta tất nhiên là sẽ tổn thất. Tổn thất sẽ chỉ càng lúc càng lớn. Lấy một chút lực lượng của chúng ta, một điểm tổn thất cũng không chịu được, cho nên chúng ta tuyệt đối không thể nào cho đối thủ cơ hội là quân lấy chúng ta. Một kích liền lui, nhất định là phải làm 10 phần sạch sẽ mới được. Hoa Thế Đầu hơi kinh ngạc rồi nói, chiến trường bên đó liền từ bỏ rồi, không còn tiếp tục. Mũi Hạo nhẹ nhàng gật đầu rồi nói, chúng ta nhất định là phải nhìn lâu dài. Mục tiêu của chúng ta chỉ là muốn ảnh hưởng toàn bộ chiến trường, mà không thể tới giới hạn tại một chỗ được mất. Chúng ta ưu thế lớn nhất thật sự là tốc độ. Bằng vào vong linh bán vị diện chiếu tải, ta gần như là có thể trong vòng 2 ngày mang theo mọi người xuất hiện ở bất kỳ ngóc ngách nào bên trong đế quốc Nhật Nguyệt, có thể đường xả tập kinh bất kỳ một cái cứ điểm nào của bọn hắn mới là ưu thế lớn nhất của chúng ta. Cùng đối thủ liều mạng để tuyệt đối là hạ sách ở trong hạ sách, Bối Bối rất là tán thành mà nói, tiểu sư đệ nói đúng, chúng ta không thể nào chỉ nhìn chỗ đường mất trước mắt, nhất định là phải đem chiến trường lan tràn toàn bộ cảnh nội đế quốc Nhật Nguyệt mới có thể để cho bọn hắn chân chính cảm giác đường đau nhức. Để bọn hắn bối rối, chúng ta mới chuyên môn đi tìm những đối thủ không cách nào lực lượng chống lại chúng ta mà hạ thủ. Như vậy, liền có thể chế tạo ra cơ hội lớn nhất, mang đến khủng hoảng lớn nhất cho bọn hắn. Chỉ cần chúng ta có thể ảnh hưởng đến căn cơ của đế quốc Nhật Nguyệt, uy hiếp đường thống trị của bọn hắn, vậy thì mục đích của chúng ta liền hoàn thành. Tư Tam Thạch nói, Phú Hào, đây là tổng chỉ huy, bởi vì cái gọi là việc nhân đức không nhường ai, tất cả mọi người đều là huynh đệ, đây cũng không cần khách khí, làm đi, để mang chúng ta đi đâu, chúng ta liền chiến đấu ở đó, để chúng ta cho đế quốc Nhật Nguyệt một cái giáo huấn thê thảm, để bọn hắn biết sự lợi hại của chúng ta. Vũ Hạo mỉm cười rồi nói, mọi người trước nghỉ ngơi một chút đi, khôi phục lại trước đó tiêu hao, ta cũng khôi phục lại một chút, sau đó lại lần nữa lên đường. Lần này ta muốn cùng với đế quốc Nhật Nguyệt hạ ra bước cờ kế tiếp, ta muốn để bọn hắn ở trong cùng một lúc thu đường tin tức cả nước bị tập kích. Vũ Hạo trước đó tiêu hao mặc dù không nhỏ, thế nhưng cũng không tính là quá lớn. Hắn cùng với Đường Phu Đồng vừa vặn tu luyện, mà người khác thì cùng với các quân cao tầng kia ở trong ba chi quân đoàn hồn đạo sư hội hợp, tổng kết lại được mất ở trong chiến đấu trước đó. Chúng ta đến vừa đế quốc thiên hồn, quốc tử yên tĩnh lơ lửng ở giữa không trung, bên người của nàng các đoàn quan viên, lúc này đoàn hỏa phượng hoàng hoàn toàn một mảnh hỏa hồng sắc thủ hộ lấy nàng. Nhìn về phương xa, trong đôi mắt của quốc tử toát ra mấy phần thần sắc mê ly. Đại quân xuất đồng đã được một đoạn thời gian, thế nhưng tâm tình của quốc tử lại một mực có một chút không bình tĩnh. Nguyên nhân không bình tĩnh rất là đơn giản, chỉ vì người kia. Nếu như một mực không thể nào tìm về hải tử, nàng chắc chắn sẽ không xoắn xuýt, hết thảy tất cả đều sẽ hóa thành nộ hỏa mà kiêu hận, mà phần nộ hỏa này sẽ càn quét hết thảy nước mắt. Nhưng mà hải tử đưa về, kiêu hận trong lòng của nàng cũng liền phai nhạt hơn nhiều. Trải qua lần này mất đi mà tìm lại được, hải tử trở về khiến cho nàng ở trong lòng cũng xuất hiện ra một chút biến hóa vi diệu, tình cảm lại có xu thế dần dần vượt qua kiêu hận sâu nặng dưới đáy lòng. Mà phần tình cảm này chỉ là đối với hải tử, thế nhưng lại tuyệt đối không phải đối với vị trượng phu kia của nàng. Chứ hải tử ra còn lại chính là người kia. Ngày ấy sau khi Vũ Hạo rời đi, quốc tử thật sự là khóc thật lâu mới bình tĩnh trở lại. Sau khi nàng chân chính bình tĩnh trở lại, nàng đầu tiên nghĩ đến một câu, hắn không khiến ta thất vọng. Trong lòng của nàng, hình tượng quán kịch liệt phóng đại, mà hình tượng từ thiên nhiên lại càng trở nên mù mờ. Quốc tử vẫn như cô lĩnh quốc là Xuân Trinh, hai tử lưu lại ở trong hoàng cung, nhất quốc thái tử đương nhiên là không thể để cho nàng mang rời khỏi Minh Đô. Trên thực tế, lúc trước quốc tử hướng về từ thiên nhiên đưa ra yêu cầu kia, trong lòng còn ôm lấy khả năng một phần vạn, thậm chí có thể nói chỉ là nàng thuyết phục bản thân cho từ thiên nhiên một cơ hội cuối cùng. Đáng tiếc từ thiên nhiên dứt khoát quyết nhiên là cự tuyệt, cùng đối rốt cuộc là kiên định quyết tâm của quốc tử, trong đầu của nàng một cái kế hoạch hoàn chỉnh đã dần dần xuất hiện. Vũ Hào, huynh bây giờ ở nơi nào? Huynh sẽ đối diện ta trong địch doanh. Thật sự là rất không hy vọng ở trên chiến trường đụng phải huynh, thế nhưng ta lại rất nhớ huynh. Một tia đáng chát hiện ra trên chiều nhan của quốc tử, nội tâm mâu thuẫn làm nàng có một chút thống khổ, thế nhưng trên thực tế lại có một chút chờ mong. Nàng có một chút tự giễu cười cười, trong lòng thầm nghĩ, lần đó ta nói vấn đề lớn nhất của hắn chính là mềm lòng, thế nhưng vì cái gì bây giờ mỗi khi ta nhớ tới tên của hắn, lòng của bản thân liền sẽ mềm như vậy chứ? Vũ Hạo, huynh có biết ta thật sự là hối hận, nếu như lúc trước ta lựa chọn huynh, liều lĩnh cùng huynh rời khỏi Minh Đô, có lẽ bây giờ hết thảy đều sẽ trở nên không sống đi, chí thì ta có cơ hội cạnh tranh bên cạnh huynh. Đáng tiếc trên thế giới này không có thuốc hối hận có thể ăn, đi vào con đường này ta đã không thể nào quay đầu, ta có thể làm chính là có thể suy nghĩ cho huynh. Huynh yên tâm đi, vô luận lúc nào ta đều sẽ không tổn thương huynh, bởi vì huynh là người ta.
Nghe đến đây, ánh mắt của Quốc Tửu trở nên càng nhu hòa. Một khắc này, nàng đâu còn bộ dáng đế hậu chiến thần của đế quốc Nhật Nguyệt, chỉ giống như là một thiếu nữ tưởng niệm tình lang. Trên mệnh lệnh của ta, toàn quân chỉnh đốn 3 ngày, bày ra trận địa hồn đạo phòng ngự, sẵn sàng trận địa, đem phạm vi bao trùm của hồn đạo khí tham trắc ở trên không mở rộng ra gấp đôi, hướng về phía trước 1000m, càng thêm một bước trinh sát tình huống liên quân của tàn quân đế quốc thiên hồn cùng với đế quốc đấu linh. Vâng, thái tử mất tích mà tìm được từ thiên nhiên cuối cùng vẫn là làm sao một chút nhượng bộ. Bây giờ đại quyền quân đội, chít thì còn có một nửa có thể nói chỉ là trưởng khống trong tay Quốc Tử. Lần này trong đại quân xuất chính cũng chỉ có các vị hồn đạo sư cấp 9 có thể trên chiến thuật kia hơi ảnh hưởng đến Quốc Tử, làm địa vị thống soái tam quân của Quốc Tử lại càng trở nên vững chắc. Chiến tranh nhất định là phải tiếp tục trong lòng của Quốc Tử, kiêu hận vẫn như cũ không có khả năng hoàn toàn buông xuống. Hơn nữa nàng bây giờ khởi xướng chiến tranh, mục đích đã không chỉ là muốn báo thù, còn có ý nghĩa vì nhi tử của mình mà đặt vững trụ cột. Phương diện này từ thiên nhiên rất rõ ràng, hắn tự mình khống chế sinh dục, liền chỉ có thái tử là nhi tử duy nhất. Vô luận giang sơn trong tương lai của đế quốc Nhật Nguyệt lớn bao nhiêu, cuối cùng vẫn phải truyền cho Từ Vân Hãn. Cũng là vì sao từ thiên nhiên dám đem quyền lực của càng lớn đặt ở trong tay của Quốc Tử, đương nhiên hắn cũng tự tin mình có thể trưởng khống được Quốc Tử. Vũ Hạo cùng với Đường Vũ Đồng tay nắm tay phi hành ở giữa không trung. Khi mà hắn từ bên trong tu luyện tỉnh táo lại về sau, một lần nữa trở lại ở trong rừng cây, lập tức phát hiện ra mảng lớn địa vực ở bên ngoài đều bị hồn đạo khí tham trắc ở trên không bao trùm. Trên địa hồn đạo bị phá hủy, kinh động toàn bộ lực lượng đế quốc Nhật Nguyệt trú đóng ở bên ngoài ở Minh Đấu Sơn Mạch. Bọn hắn đang toàn lực ứng phó tìm kiếm những người này. Hơn nữa một bộ dáng thần hồn nát thần tính, liên càng thêm nghiệm chứng Vua Hạo đã nói trước đó, muốn ở địa phương bên cạnh đế quốc Nhật Nguyệt có trọng binh chấn giữ cùng với bọn hắn liều mạng, tuyệt đối không phải là một cái lựa chọn sáng suốt. Hồn kỹ mô phỏng mở ra, Vũ Hạo mang theo Đường Phu Đồng lăng nhiên ẩn thân, hồn đạo khí phi hành cấp 9 toàn lực xuất ra, trên kha đến gần vạn tốc độ âm thanh toàn lực phi hành. Hồn đạo khí tham trắc ở trên không đối với Vũ Hạo mà nói căn bản cũng không có tác dụng quá lớn. Ở bên cạnh của đế quốc Nhật Nguyệt ở bên này trọn vẹn tìm kiếm mấy ngày cũng không có phát hiện ra bất kỳ tung tích của địch. Bọn hắn truyền tin về đều chỉ là một nhóm lớn pháo đài toàn địa hình hồn đạo quân đoàn tập kích bọn hắn, số lượng rất nhiều. Trận chiến lúc trước mấy người xử lý khác cũng không đuổi tận giết tuyệt, dù sao là hơn 5.000 tên binh lính bình thường, cho nên chỉ là đánh tan bọn hắn. Đối với người chạy trốn vẫn chưa kịp truy giết, giết người cũng không phải là mục tiêu của bọn hắn. Dưới tình huống không có bất kỳ manh mối khác, tổn thất thật là lớn cũng liền trở thành án chưa giải quyết, chỉ có thể thay nhau lập tức là báo cáo Minh Đô. Chúng ta đến với thành Áo Khắc, một tòa thành thị cỡ trung ở phương bắc của đế quốc Nhật Nguyệt, đã 10 phần đến gần biên cương của Bắc Bộ. Thế nhưng cùng với đấu la đại lục biên cương khác biệt chính là cực bắc của đế quốc Nhật Nguyệt chính là Hải Dương, cũng chính là băng hải rộng lớn vô ngần khu vực ở hạch tâm cực bắc. Nó là băng hải cũng không phải bởi vì nó thật sự băng kết, mà là nó nhiệt độ của nó. Bởi vì nhiệt độ cực thấp cho nên ở trên mặt biển luôn luôn có băng nổi ngưng kết, thậm chí còn có thể có băng sơn xuất hiện, hoàn cảnh cực kỳ là giá lạnh. Thành Áo Khắc mặc dù chỉ là thành thị cỡ trung, thế nhưng ở phương Bắc đế quốc Nhật Nguyệt đã coi như là đại thành thị hiếm gặp. Nó cũng chính là nơi tập kết hàng chục mậu dịch ở trọng yếu phương Bắc. Rất nhiều đặc sản phương Bắc đều sẽ trải qua trung chuyển ở đây, vận chuyển đến phía Nam đế quốc Nhật Nguyệt đi tiêu thụ. Một chút thủy sản đặc thù ở phương Bắc như là loài cá ở băng hải đến 10 phần được hoan nghênh. Phương Bắc so với phương Nam nhân khẩu muốn thừa thớt hơn nhiều. Đây bởi vì tại tới gần phía Tây, cách cực Bắc Hoàng Nguyên khá là xa, thuộc về chỗ an toàn nhất đế quốc Nhật Nguyệt thời gian gần đây, bởi vậy cũng không có quá nhiều quân đội đóng quân, chỉ có một chi quân xanh lúc này ngàn người phụ trách an toàn của thành Áo Khắc, cùng một chút tiểu thành thị xung quanh. Bên ngoài thành Áo Khắc một trận chăm sắm, hai thân ảnh yên tĩnh đứng ở trên một tòa núi nhỏ, ngắm nhìn phương xa tòa thành thị chỉnh thể hiện ra là màu xám. Thành Áo Khắc cách băng hải rất gần, chỉ 50 dặm đường, bởi vậy từ địa phương địa thế tương đối cao, thậm chí có thể trực tiếp nhìn thấy băng hải phương xa. Cảnh sắc ở đây thật sự là có một chút phòng vị khác, Vua lúc này tàn thán nói. Đường Phu Đồng lúc này kéo tay của hắn rồi nói, đúng vậy, huynh xem băng hải phía xa, nhìn qua thật là thần bí, nếu có thời gian thật sự là muốn qua bên kia nhìn lấy, trong băng hải nhất định là có hồn thú, chỉ là không biết sẽ cường đại đến trình độ gì, hồn thú có thể ở trong hoàn cảnh này sinh sống nhất định là sẽ không quá yếu.